Những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga, Ukraine và thế giới trong 24 giờ qua. Báo Mỹ, Nga vượt qua lệnh trừng phạt phương Tây trong sản xuất vũ khí. Đức công bố cái viện trợ quân sự mới cho Ukraine. Quan chức Nga gây áp lực cho Putin leo thang chiến tranh toàn cầu, kêu gọi tấn công vào phương quốc Anh. Hai lộ vũ khí khủng Ukraine dùng để tấn công quân cảng Nga ở Crimea lực lượng Ukraine đạt bước tiến lớn ở mặt trận miền Đông, quân nhà đang sụp đổ tại khu vực Obitne. Ukraine đang đe dọa phi trường quốc tế Donetsk. Bước ngoặt lớn về cuộc phản công của Ukraine từ thất vọng đến lạc quan về chiến thắng. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Thì Ý mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Báo Mỹ Nga vượt qua lệnh trừng phạt phương Tây trong sản xuất vũ khí. Kính thưa quý vị, Nga đã vượt qua các lệnh trừng phạt cùng quy định kiểm soát xuất khẩu do phương Tây áp đặt và có thể mở rộng sản xuất tên lửa vượt mức trước xung đột theo các quan chức Mỹ, châu Âu và Ukraine. Ngoài việc chi hơn 40 tỷ USD để cung cấp vũ khí cho Ukraine, Mỹ còn coi việc siết dòng vũ khí cho quân đội của Nga là một phần quan trọng trong chiến lược hỗ trợ Kiev. Với tác động của lệnh trừng phạt, Quan chức Mỹ ước tính Nga đã buộc phải giảm đáng kể quy mô sản xuất tên lửa và các loại vũ khí khác trong ít nhất 6 tháng kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Nhưng đến cuối năm 2022, sản xuất công nghiệp quân sự của Moskva bắt đầu tăng tốc trở lại, các quan chức Mỹ giấu tên thừa nhận với New York Times. Nga vượt qua các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ bằng cách sử dụng cơ quan tình báo và bộ quốc phòng để vận hành mạng lưới những người chuyên bí mật vận chuyển có linh kiện thiết yếu trong vòng chưa đầy một năm kể từ đầu xung đột nga đã xây dựng lại các tuyến giao thương linh kiện thiết yếu bằng cách chuyển chúng qua các quốc gia như armenia và thổ nhĩ kỳ cơ quan quản lý của mỹ và châu âu đang cố phối hợp để hạn chế xuất khẩu chip sang nga nhưng lại gặp khó khăn trong việc ngăn chặn dòng chảy ấy đi qua các quốc gia có quan hệ với moscow việc nga tăng cường sản xuất tên lửa có thể đồng nghĩa với một mùa đông đặc biệt u ám và lạnh lẽo đối với người dân Ukraine, theo các quan chức. Đức công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine Đức đã gửi gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, bao gồm xe chiến đấu bộ binh Marder, xe tăng rà phá bom và số lượng lớn đạn pháo. Uniform đưa tin, danh sách thiết bị quân sự cho Ukraine đã được cập nhật trên trang web của chính phủ Đức. Gói này bao gồm 20 xe thiết giáp giúp Marder với đạn dược, hai xe rà phá bom Quy Sinh 1, một đoàn tàu đầu kéo ô tô 8 x 8 HX81 và 4 xe mì remote, 9 phương tiện, xe tải, xe buýt nhỏ, xe địa hình, 5 xe tải 8 x 8 và 3 xe kêu thừng. Đức cũng cung cấp cho Ukraine 3.000 viên đạn 155 ly, 1,5 triệu viên đạn dùng cho súng trường và vật liệu xử lý bom mìn. Các viện trợ còn bao gồm hệ thống giám sát sạch cầm, 20 máy bay không người lái trinh sát AQ-35 Heron 2 hệ thống cột anten di động và 10 hệ thống phát hiện máy bay không người lái. Hỗ trợ quân sự được cung cấp từ Tập đoàn Quân sự Bundeswehr của Đức và các công ty con thuộc tập đoàn này. Quan chức Nga gây áp lực cho Putin leo thang chiến tranh toàn cầu, kêu gọi tấn công vào Vương quốc Anh. Một thành viên quốc hội Nga đã kêu gọi Tổng thống Nga Putin tấn công Vương quốc Anh, một động thái rất có thể gây ra một cuộc chiến tranh quốc tế. Andrei Kolochov, thành viên quốc hội Nga và cựu chỉ huy quân sự, đã đưa ra tuyên bố này khi xuất hiện trên kênh truyền hình nhà nước Russia One, 19 tháng sau khi Nga bắt đầu xâm lược Ukraine, dẫn đến phản ứng trên toàn thế giới, chủ yếu là sự ủng hộ dành cho Ukraine. Nhà lập pháp Nga đang thảo luận về những tuyên bố gần đây của Putin rằng tình báo Anh đứng sau âm mưu phá hoại một cơ sở nguyên tử của Nga. Phát biểu tại diễn đàn kinh tế phương Đông ở Vladivostok hôm thứ Ba, ông Putin nói nhưng không đưa ra bằng chứng rằng phân quốc Anh đã chỉ đạo những kẻ phá hoại Ukraine cách phá hủy cơ sở này. Nhà lãnh đạo Nga cũng cảnh báo Thủ tướng Anh Rishi Sunak rằng những động thái như vậy có thể dẫn đến phản ứng đáp trả. Nghị sĩ Quốc hội Nga, ông Gyurolyev, đã tiến một bước xa hơn khi nói rằng Nga nên tấn công Vương quốc Anh bằng tên lửa và gọi Thủ tướng nước này Grishin Sonak là mục tiêu. Vì NATO quy định rằng một cuộc tấn công vào một quốc gia thành viên là tấn công vào tất cả các thành viên, nên một cuộc tấn công của Nga vào Vương quốc Anh có thể được coi là căn cứ cho một cuộc chiến tranh tổng lực với NATO. Phóng viên Francisca từ hãng BBC đã đăng một đoạn clip về sự xuất hiện của Gorolyov trên Croatia One, nơi nhà lập pháp đang tham gia thảo luận với các khách mời và người dẫn chương trình Vladimir Soloviev, một nhà tuyên truyền nổi tiếng của Điện Kremlin. Họ đã trở nên xúc sực. Ông Guruliev nói về phương quốc Anh, theo bản dịch của nhà báo SKA. Có gì khác biệt với chúng ta nếu Sronach biết cơ quan tình báo của ông ta đang làm gì hay không? Suy chặt cùng thì họ vẫn là cơ quan tình báo Anh. Và khi chúng ta nói về thực tế ngày nay là người Anh đang cố gắng tiêu diệt chúng ta, là phản ứng hạt nhân, phản ứng của chúng ta phải hoàn toàn rõ ràng. Ông tiếp tục, tại sao chúng ta phải tấn công các địa điểm năng lượng hạt nhân ở Ukraine? Chúng ta sẽ phải sống ở đó. Tại sao chúng ta cần Sonat hoặc chính phủ Anh nếu ông ta đang cố gắng khiến các nhà máy điện hạt nhân ở vùng Kursk hoặc Novodonetsk của chúng ta rơi vào tình trạng hư hỏng? Sau đó, thành viên quốc hội này cảnh báo các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Nga có thể dẫn đến một sạc Nobel thứ hai. Gudoliop tiếp tục nâu tên các mục tiêu tiềm năng ở Vinh quốc Anh mà quân đội của Putin có thể tấn công, chẳng hạn như tàu ngầm, căn cứ hải quân và các cơ sở hạt nhân. Sunak cũng vậy, ông ấy cũng là mục tiêu. Gudoliop nói, cho rằng Thủ tướng Anh đang cố gắng gây ra thảm họa hạt nhân ở đây. Hãy lộ vũ khí khủng Ukraine dùng để tấn công quân cảng Nga ở Crimea. Ngày 13 tháng 9, tờ báo Anh Sky News đưa tin, Ukraine đã sử dụng tên lửa hành trình của Anh trong một cuộc tấn công lớn nhằm vào sở chỉ huy hạm đội biển đen của Nga ở bán đảo Crimea. Một nguồn tin Ukraine và phương Tây cho biết, tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh đã được triển khai trong vụ tấn công. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng của Anh hiện chưa đưa ra bình luận nào. Sau vụ tấn công vào xưởng đóng tàu ở cảng Sevastopol, một tàu ngầm và tàu chiến của Nga đã bị hư hỏng. Đây có thể là cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào các mục tiêu hải quân Nga trong cuộc xâm lược với Ukraine. Hình ảnh trên mạng xã hội ghi lại những vụ nổ và ngọn lửa bao trùm sở đóng tàu Nga rạng sáng 13 tháng 9. Nga cho biết sở đóng tàu đã bị 10 tên lửa hành trình tấn công, trong đó 7 tên lửa bị lực lượng phòng không bắn hạ. Nga cũng chặn một cuộc tấn công của 3 chiếc xuồng không gửi lái. Ukraine xác nhận đã tấn công các mục tiêu hải quân và cơ sở hạ tầng cảng của Nga ở thành phố Sevastopol, nhưng chưa xác nhận phương thức thực hiện. Tuy nhiên, Trung tướng Mikola Oleksandr, tư lệnh lực lượng không quân Ukraine, đã đăng trên mạng xã hội Telegram một hình ảnh về xưởng đóng tàu Nga đang bốc cháy với chú thích. Xin cảm ơn các phi công lực lượng không quân thuộc lực lượng vũ trang Ukraine vì đã chiến đấu xuất sắc. lực lượng Ukraine đạt bước tiến lớn ở mặt trận miền Đông. Quân Nga đang sụp đổ tại khu vực Opitny, Ukraine, đang đe dọa phi trường quốc tế Donetsk. Lực lượng phòng vệ Ukraine đã thành công một phần gần Klitschipka, Andriyevka và Dyomivka ở khu vực phía đông Donetsk. Uniform đưa tin, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết điều này trong bản cập nhật chiến tranh được đăng lên Facebook. Báo cáo cho biết, lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục tiến hành chiến dịch tấn công ở khu vực Melitopol và các hoạt động tấn công ở khu vực Bakhmut, tiêu diệt kẻ thù và từng bước giải phóng các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Nhờ các hành động tấn công, lực lượng phòng thủ đã thành công một phần gần Glitschivka, Angrivka và Kotymivka ở khu vực Donetsk. Trong khi đó, theo báo cáo, tại mặt trận Obitney, phòng thủ của quân Nga đang sụp đổ tại khu vực Obitney, Lực lượng Ukraine đang đe dọa phi trường quốc tế Donetsk. Theo Bộ Tổng tham mưu, 24 trận giao tranh đã diễn ra. Trong ngày, Công quân Ukraine đã tiến hành 10 cuộc tấn công vào các điểm tập trung nhân sự, vũ khí và thiết bị quân sự và hai cuộc tấn công vào hệ thống tên lửa phòng không của đối phương. Các đơn vị của lực lượng tên lửa Ukraine đã đánh trúng sở chỉ huy, hệ thống tên lửa phòng không, 10 khẩu pháo, hai kho đạn và trạm tác chiến điện tử của quân xâm lược. Địch đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa, 80 cuộc không kích và 32 cuộc tấn công MLRS vào các vị trí của quân đội Ukraine và các khu dân cư. Báo cáo cho biết, thật không may, do các cuộc tấn công khủng bố của Nga, đã có nhiều dân thường thiệt mạng và bị thương. Cơ sở hạ tầng cảng, các tòa nhà dân cư tôn nhân và cơ sở hạ tầng dân sự khác đã bị phá hủy và hư hại. bước ngoặt lớn về cuộc phản công của Ukraine, từ thất vọng đến lạc quan về chiến thắng. Các quan chức Mỹ, các nhà phân tích quân sự giờ đây tin rằng nỗ lực phản công của Ukraine có thể mang lại thắng lợi. Tiến độ chậm chạp của Ukraine trong giai đoạn đầu của cuộc phản công đã làm dấy lên nghi ngờ trong giới chức Mỹ về việc liệu Ukraine có đạt được mục tiêu tiến sâu vào miền Nam để cắt đứt cây cầu đất liền nối Crimea với miền đông của Ukraine và quân đội của Nga đã thiết lập năm ngoái hay không. Tuy nhiên, các nhà phân tích an ninh theo dõi cuộc chiến ở Ukraine xem tiến triển gần đây trên chiến trường là dấu hiệu cho thấy việc chuyển đổi chiến thuật của quân đội Ukraine là một kế hoạch thực tế đang mang lại lợi ích. Một số quan chức Mỹ và chuyên gia quân sự tin rằng, cuộc phản công kéo dài 3 tháng của Ukraine giờ đây có thể đã có đủ động lực để tiếp tục vượt qua các công sự phòng thủ của Nga ở miền Nam Ukraine, đáp ứng mục tiêu ban đầu của họ. Tiến bộ trên thực địa đang diễn ra khi Ukraine sắp nhận được lô vũ khí mới như 31 xe tăng M1 Abrams do Mỹ sản xuất và khi một số phi công của nước này đã bắt đầu khóa đào tạo ngôn ngữ cần thiết để chuẩn bị lái máy bay chiến đấu F16. Theo ABC News, chính quyền Biden cũng có khả năng sớm cung cấp cho Ukraine tên lửa ATACMS mà Kiev yêu cầu từ năm ngoái. Điểm mấu chốt trên chiến trường là gần Kobatiny ở miền Nam Ukraine nơi một quan chức Mỹ nói với ABC News rằng lực lượng Ukraine đã sử dụng bộ binh để vượt qua vành đai chứng ngại vật đầu tiên trong hệ thống phòng thủ đa tầng của Nga. Chiến dịch được hỗ trợ nhờ việc sử dụng bom chùm để tấn công vào không gian rộng lớn nhằm vào các phương tiện và chiến hào của Nga. Quan chức này cũng cho biết Ukraine vẫn chưa sử dụng phần lớn sức mạnh chiến đấu của mình trong cuộc phản công và Ukraine hiện đang nỗ lực mở rộng chiến trường gần Robertini để cho phép thêm quân tiến vào. Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi vào tuần trước, Giám đốc phân tích của Cơ quan Tình báo Quốc phòng DIA Trent nói với The Economist rằng sau khi tiếp cận tuyến phòng thủ thứ hai của Nga, có khả năng thực tế là quân đội Ukraine sẽ có thể chọc thủng toàn bộ tuyến phòng thủ của Nga ở miền nam Ukraine vào cuối năm 2023. Ông Moon nói với The Economist, nếu chúng ta có cuộc trò chuyện về điều này hai tuần trước, tôi sẽ bi quan hơn một chút. Nhưng hiện sự đột phá của họ ở vành đai phòng thủ thứ hai thật sự là khá đáng kể. Chỉ trong hai tuần qua, quân đội Ukraine đã giành lại được gần 1 phần 3 trong tổng số gần 60 km vuông lãnh thổ do Nga kiểm soát kể từ khi nước này bắt đầu phản công. Dữ liệu do Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ cho biết. Brett Kagan, giám đốc dự án các mối đe dọa nghiêm trọng tại Viện Doanh nghiệp Mỹ, bình luận với ABC News rằng việc thâm nhập vào một vị trí phòng thủ đã được chuẩn bị sẵn như thế này là vô cùng khó khăn, ngay cả đối với quân đội Mỹ. Tướng Ben Hodges, cựu tư lệnh quân đội Mỹ ở châu Âu, nhấn mạnh bạn có cảm giác rằng họ sắp thực sự vượt qua được hàng rào phòng ngự chính của Nga. Tôi không thể nói chắc chắn, nhưng có cảm giác như chúng ta sắp đạt được điều gì đó trong vài tuần tới. Ông Michael Kaufman, thành viên cấp cao tại Quỹ Hòa bình Quốc tế, Kenesha và chuyên gia quân sự Ruby của chương trình Á Âu. Viện nghiên cứu chính sách đối ngoại cũng tuyên bố, nhìn vào tình hình của tấn công hiện nay, quyết định của Ukraine để tiêu hao lực lượng Nga bằng hỏa lực và tiến lên từng bước nhờ các đơn vị nhỏ cơ động đã phát huy hiệu quả trong ba tháng qua bước tiến của quân đội ukraine đã bị chậm lại do các bãi mìn rộng lớn mà nga đã thiết lập vào mùa đông năm ngoái đây là lớp đầu tiên của hệ thống phòng thủ ba lớp được nga xây dựng phía sau tiền tuyến ở miền nam và miền đông ukraine để đề phòng một cuộc phản công của ukraine phía sau các bãi mìn nga bố trí tuyến thứ hai là răng rồng chống tăng và tuyến hào phòng thủ thứ ba do hàng nghìn quân nga trấn thủ tổn thất nặng nề về quân đội và trang thiết bị hạng nặng của Ukraine trong giai đoạn đầu phản công đã khiến các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao của nước này phải thay đổi chiến thuật theo hướng tiếp cận bài bản hơn, trải rộng trên nhiều điểm khác nhau trên chiến tuyến dài 900 km với nga và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư hdnew.btv a.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.